Chào các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Mời các bạn tiếp tục đến với phần cập nhật tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay, 12 tháng 9. Người quen dự đoán kịch bản hoàn hảo cho tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. Báo Trung Quốc chê Việt Nam là chuyên bắt nạt đội yếu. Tuyển Việt Nam và cơ hội ngàn vàng để trị thương dứt điểm. AFF Cup 2021 nóng, tin cực lành cho tuyển Việt Nam, Thái Lan vỡ mộng. Mời các bạn cùng đón nghe. Người quen dự đoán kịch bản hoàn hảo cho tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. Các bạn thân mến, trước thềm vòng loại World Cup 2022, người hâm mộ Trung Quốc từng đặt kỳ vọng là đội nhà sẽ giành thành tích cao bởi đội hình có sự góp mặt của những ca tiền chất lượng đình đám như Anderson, Gouley, Giang Linpeng, Allen. Tuy nhiên thì như đã biết là sau hai lượt trận, Trung Quốc thất bại trước Úc và Nhật Bản. Niềm tin đó đã dần tan biến, thậm chí truyền thông Trung Quốc cũng thừa nhận đội bóng của họ là không có cửa giành vé dự World Cup 2022. Nhận định về màn đối đầu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc vào tháng 10 tới đây thì ngôi sao sáng nhất của bóng đá Lào hiện tại là Sukhothorn Vongchakram rất tự tin vào viễn cảnh là tuyển Việt Nam sẽ giành trọn 3 điểm trước Trung Quốc, qua đó là có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Chia sẻ với báo giới, Sukhothorn Vongchakram cho biết: "Tôi nghĩ rằng là xét về lực lượng thì tuyển Việt Nam có thể thua kém đôi chút so với Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu đánh giá sức mạnh tập thể cùng khả năng gắn kết thì các bạn thậm chí còn nhỉnh hơn đối thủ. Trận này Việt Nam có lợi thế là các cầu thủ đã rất hiểu nhau, khác hoàn toàn so với một Trung Quốc được lắp ghép từ các cầu thủ nhập tịch. Tôi và cổ động viên Lào sẽ cùng nhau theo dõi trận đấu này để cổ vũ cho Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup. Tôi là người dân Lào, tin chắc điều đó. Cá nhân tôi dự đoán trận này tuyển Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc với tỷ số 2-0. Các bạn thân mến, nếu kết quả diễn ra theo đúng những gì mà Messi Lào dự đoán thì đây không khác gì là một cơn địa chấn thực sự tại vòng loại World Cup. Bởi lẽ là Trung Quốc luôn được đánh giá là mạnh hơn tuyển Việt Nam của chúng ta khá nhiều về cả đẳng cấp lẫn lực lượng. Ở cả 3 lần đối đầu trong quá khứ giữa hai đội thì Trung Quốc toàn thắng và ghi đến 11 bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Báo Trung Quốc chê Việt Nam chuyên bắt nạt đội yếu. Thưa quý vị các bạn, báo chí Trung Quốc cho rằng là đội tuyển nước nhà hoàn toàn có khả năng chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp bằng chiến thắng trước Việt Nam. Cụ thể, tờ China Sports mới đây đã đưa ra nhận định là tuyển Trung Quốc vẫn có cơ hội giành vé dự World Cup dù họ vừa để thua hai lượt trận vào màn. Trận đấu sắp tới thì Việt Nam sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để cho thầy trò ông Lý Tiê kiếm được 3 điểm, qua đó là chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Lý do mà báo chí nước này tự tin đến vậy là bởi so với thất bại 0-3 trước Úc ở trận ra quân, đội quân của ông Lý Tiê được cho là đã chơi tốt hơn. Trước đối thủ hạng nhất của châu Á, hàng thủ của Trung Quốc chỉ để lọt một bàn, trong khi hàng công cũng có thời điểm lấn lướt và tạo ra một số cơ hội. Điều quan trọng vào lúc này là Trung Quốc cần cải thiện chất lượng tấn công, đặc biệt là hiệu quả của các chân sút nhập tịch. Nếu ông Lý Tiê tung tất cả các cầu thủ nhập tịch vào sân, Việt Nam sẽ phải chú trọng phòng ngự với sơ đồ năm hậu vệ. Khi đó thì Trung Quốc hoàn toàn có thể giành chiến thắng nếu các tiền đạo tận dụng tốt cơ hội. Tờ báo của Trung Quốc tỏ ra lạc quan trước cuộc đối đầu với Việt Nam. Cần nhắc lại là trong 6 trận đối đầu trước đây, chúng ta đều giành chiến thắng và ghi đến 17 bàn. Điều này đủ nói lên khoảng cách giữa hai đội. Dù Việt Nam đã có những tiến bộ nhanh chóng trong những năm gần đây dưới sự dẫn dắt của ông Park Seo, họ cũng chỉ thắng được các đội yếu. Việt Nam không dùng cầu thủ nhập tịch nên họ cơ bản là không có nhiều cơ hội chiến thắng. Dẫu vậy thì cổ động viên của Trung Quốc cũng như các chuyên gia hàng đầu ở bóng đá Trung Quốc vẫn lo ngại cho đoàn quân của ông Lý Tiê là sẽ gặp khó khăn trước Việt Nam. Trả lời tờ Bắc Kinh Sports, bình luận viên Yang Tianying cho biết: "Tôi cảm thấy khá bi quan ở trận đấu sắp tới. Tôi nghĩ rằng là tuyển Trung Quốc khó có thể giành chiến thắng. Tinh thần của Việt Nam là cao hơn, màn thể hiện của họ rõ ràng là tốt hơn. Chúng ta phải đối mặt với đối thủ vừa có tinh thần tốt lại có sự tự tin. Nếu không kịp cải thiện chất lượng tấn công, đặc biệt là ở các cầu thủ nhập tịch, chiến thắng đầu tiên sẽ vẫn rất xa vời." Tuyển Việt Nam và cơ hội ngàn vàng để trị thương dứt điểm. Quỹ thời gian một tháng chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Trung Quốc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với huấn luyện viên Park Seo khi các trụ cột tuyển Việt Nam đã có đủ thời gian để hồi phục chấn thương. Hình ảnh bộ ba Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng và Trần Minh Vương chăm chỉ tập luyện hồi phục tại Trung tâm Đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong những ngày mà đội tuyển được phép xả trại một tuần đã phần nào cho thấy quyết tâm của bác sĩ Cho Du Dông. Ông muốn sớm giúp cho các trụ cột tuyển Việt Nam bình phục hoàn toàn chấn thương, từ đó hướng đến cuộc đối đầu với tuyển Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 ở UAE. Giới chuyên môn dự báo là trận đấu với Trung Quốc sẽ là cơ hội lớn để cho tuyển Việt Nam có điểm số đầu tiên ở vòng loại World Cup khu vực châu Á.
Sau hai lượt trận thì như đã biết là đội tuyển của chúng ta và cả Trung Quốc đều toàn thua. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tránh được vị trí cuối bảng B nhờ hơn hiệu số phụ so với đội bóng của ông Lee Tae. Cộng thêm cách thể hiện của hai đội tuyển khi đối đầu với đội đầu bảng Úc, có thể thấy là cơ hội rất lớn để cho đội tuyển của chúng ta có điểm trước Trung Quốc, dù phải làm khách tại UAE, nơi mà Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã thuê sân làm sân nhà. Nhất là nếu hàng phòng ngự tiếp tục chơi hiệu quả như khi đối đầu với Ả Rập Xê Út ở hiệp 1 và 90 phút so tài với Úc tại Mỹ Đình. Tiền vệ Minh Vương được chẩn đoán là rách dây chằng chéo sau, trong khi Đình Trọng bị rách cơ và dự đoán phải nghỉ ít nhất là đến hết tháng 9. Việc tập luyện dưới sự giám sát của bác sĩ Choi có thể giúp cho hai cầu thủ này chạy đua kịp thời gian để tham dự các trận đấu với Trung Quốc và cả Oman vào tháng 10. Trong khi đó thì trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn chưa có thể trạng tốt nhất dù đã ra sân ở trận gặp Úc vừa qua. Tiến Dũng đã thi đấu đến phút 81 trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo tung Hồ Tấn Tài vào thay. Khi đó, trung vệ của câu lạc bộ Viettel có dấu hiệu bị căng cơ. Hiện tại thì bộ đôi đến từ Hà Nội FC là trung vệ Nguyễn Thành Trung và hậu vệ Đoàn Văn Hậu được giới chuyên môn quan tâm nhiều vì tình trạng chấn thương của cả hai cầu thủ này là chưa rõ kịp bình phục cho các trận đấu vào tháng 10 hay không. Thành Trung được xác định là rách cơ đùi đến 12 cm nên cần một tháng để chữa trị. Trong khi đó thì sau khi được cho phép trở về câu lạc bộ nội để tập hồi phục thì mức độ bình phục chấn thương của Văn Hậu vẫn là dấu hỏi lớn. Ngay cả đội ngũ bác sĩ của câu lạc bộ nội vẫn chưa xác định được thời điểm khi nào thì tài năng trẻ của đội tuyển quốc gia có thể trở lại bình phục để sẵn sàng trở lại chiến dịch vòng loại World Cup. Huấn luyện viên Park Hang-seo hy vọng là với quỹ thời gian một tháng từ trận gặp Úc cho đến trận gặp Trung Quốc, các cầu thủ trụ cột của ông sẽ bình phục hoàn toàn chấn thương, đặc biệt là khi một nhân tố quan trọng ở hàng công của đội tuyển đó là Công Phượng cũng đã hội quân và đang tập luyện tại VFF theo giáo án riêng cùng trợ lý Lưu Danh Minh. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có thể yên tâm hơn. Một số cầu thủ khác như Tiến Linh, Văn Toàn, Duy Mạnh hay Đức Huy lại lựa chọn về nhà riêng hoặc nghỉ ngơi cùng người thân. Đây là khoảng thời gian thích hợp để cho những cầu thủ này tái tạo năng lượng trước khi hội quân vào ngày 16 tháng 9 cùng tuyển Việt Nam. AFF Cup 2021 lại nóng, tin cực lành cho tuyển Việt Nam, Thái Lan vỡ mộng. Các bạn thân mến, mới đây AFF Cup 2021 đã ấn định thời gian tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cũng như lịch thi đấu dự kiến vào cuối năm nay. Bên cạnh vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì khu vực châu Á, AFF Cup 2021 sẽ là giải đấu quan trọng của tuyển Việt Nam trong cuối năm nay. Mới đây thì đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong khu vực cũng đã chuẩn bị được xác định. Cụ thể là theo thông tin chính thức mà Liên đoàn bóng đá Campuchia vừa công bố thì lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2021 được diễn ra vào 15 giờ ngày 21 tháng 9 tại Singapore. Bên cạnh đó, dự kiến tổ chức AFF Cup 2021 cũng được xác định từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Hiện tại thì Singapore đã đề xuất Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á phương án là muốn đứng ra đăng cai tập trung AFF Cup 2021 nếu như trong thời gian tới quốc gia này kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Hiện tại Singapore đang áp dụng chính sách nới lỏng việc giãn cách, nhưng biến thể mới của COVID-19 lại đang có chiều hướng gia tăng tại nước này. Nếu AFF Cup 2021 được đăng cai tại Singapore, thể thức giải đấu sẽ phải thay đổi. Các đội vẫn chia làm hai bảng nhưng không thi đấu sân nhà sân khách mà tranh tài tại một địa điểm cố định. Quy trình bong bóng khép kín sẽ được áp dụng trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, AFF Cup 2021 đã bị hoãn đến 2 lần vào năm ngoái và luôn có nguy cơ bị dừng khi tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên thì vào tháng 8, mặc dù tuyên bố tạm hoãn lễ bốc thăm AFF Cup 2021 dự kiến diễn ra ngày 10 tháng 8, nhưng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn kỳ vọng giải đấu sẽ không bị hoãn. Tuyển Việt Nam của chúng ta đang là đương kim vô địch của giải đấu này và là đội giữ cúp lâu nhất sau 3 năm do giải không được tổ chức trong năm 2020. Như đã biết thì sau một loạt thảm hại của bóng đá Thái Lan thì mới đây nước này đã cải tổ mạnh mẽ. Đầu tiên là việc sa thải ông Akira Nishino người Nhật, đồng thời bổ nhiệm bà Madam Pang làm trưởng đoàn các đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Thái Lan. Mới đây nhất thì bà này và chủ tịch Sermiot đã thống nhất là đưa bằng được AFF Cup 2021 về sân nhà Thái Lan để tạo lợi thế hòng vô địch AFF Cup 2021 để lấy lại thể diện. Và như đã nói ở trên thì nếu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thống nhất là sẽ tổ chức giải đấu này ở Singapore thì chẳng khác nào làm vỡ mộng bá vương của người Thái. Vì hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup năm nay sẽ mất đi khá nhiều lợi thế do họ không có được chơi trên sân nhà. Đồng thời thì đây lại là lợi thế không nhỏ của tuyển Việt Nam chúng ta trong hành trình bảo vệ chức vô địch đã giành được hồi năm 2018. Liệu Việt Nam có đi vào vết xe đổ của Thái Lan?
Các bạn thân mến, sau hai trận ra quân toàn thua của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, báo giới Thái Lan đã nhắc lại nỗi ám ảnh của thầy trò huấn luyện viên Kiet Isaac gần 4 năm trước cũng tại đấu trường này, rồi so sánh thất bại của hai đội. Ngày đó thì Thái Lan là đại diện duy nhất của làng bóng đá Đông Nam Á dự vòng loại thứ 3 Cúp Thế giới năm 2018. Tương tự thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bây giờ, người hâm mộ Thái Lan khi đó từng no nê với các danh hiệu ở khu vực bởi dàn hào thủ đang vào độ chín như Chanathip Songkrasin, Thirasin Langda, Thirathon Bumathan và không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Thế nên bóng đá Thái Lan hướng đến mục tiêu vươn xa hơn, đặt niềm tin vào huấn luyện viên Kiet Isaac cùng các học trò sẽ chơi tương bừng trong top 12 đội hàng đầu của châu lục tại đấu trường trên. Tuy nhiên, bóng đá Thái Lan chỉ là đội lót đường sau 10 trận chỉ có duy nhất 2 trận hòa, còn lại đều thua rất đậm. Trong đó, Thái Lan để thua trong 2 trận giao quân trước Ả Rập Xê Út và Nhật Bản, khiến cho báo giới nước này ví von giống với tình cảnh của tuyển Việt Nam hiện tại. Duy có điều là họ không nhắc đến chi tiết cầu thủ Thái Lan với lối chơi bạo lực đã nhận liên tiếp 2 thẻ đỏ ở 2 trận đấu trên. Sau khi thua tiếp UAE 0-3 ở trận thứ 3, tuyển Thái Lan xuất sắc cầm hòa Úc 2 đều nhưng lại tiếp tục nhận thêm một thẻ đỏ. Đến trận cuối ở lượt đi vòng bảng, thầy trò Kiet Isaac thua nặng nề Iraq 0-4 và không thể thoát khỏi vị trí chót bảng. Rõ ràng cuộc chơi của người Thái khi so sánh với tuyển Việt Nam vào thời điểm này là khập khiễng vì các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sau hai trận đã đấu cho thấy một tinh thần chiến đấu kiên cường. Lối chơi của chúng ta dù thiên về phòng ngự phản công nhưng là hợp lý, tạo được nhiều thiện cảm cho người xem. Bằng chứng là FIFA cũng đã ca ngợi ý chí mãnh liệt của các cầu thủ huấn luyện viên Park Hang-seo khi nhìn nhận. Trong lần đầu tiên xuất hiện tại vòng loại cuối cùng World Cup, tuyển Việt Nam đã phải đối mặt với hai trận thua. Tuy nhiên, những chiến binh sao vàng dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo đã thi đấu rất quả cảm. Họ có bàn mở tỷ số trước đội nhà Ả Rập Xê Út do công của Quang Hải. Đây là bàn thắng được ghi nhanh nhất ở loạt trận đầu tiên, sau đó thì tuyển Việt Nam đã gây khó khăn cho Úc tại Hà Nội. Nhớ lại tuyển Thái Lan ở lượt về thua tiếp Ả Rập Xê Út 0-3, thua Nhật 0-4, khiến cho huấn luyện viên Kiet Isaac phải từ chức. Sau đó, huấn luyện viên Rajivak đã kế nhiệm và có trận hòa UAE 1 đều và thua cả Iraq cùng tuyển Úc đều với tỷ số 1-2. Trong quá khứ, Thái Lan đã dừng lại, còn tuyển Việt Nam thì đang đi trên con đường khác bằng một lối chơi và tinh thần ấn tượng hơn nhiều so với người Thái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.